Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì mới chia sẻ với các bạn ạ. Tối bữa hôm qua có một cái tin. Đó là ngân hàng nhà nước đã quyết định nới room tín dụng thêm 1,5 đến 2% nữa. Đó thì ngày hôm nay có bài báo đăng rồi. Đó là cái việc mà nới room tín dụng á. Người ta cho rằng sẽ giảm nguy cơ đóng băng thị trường bất động sản. Để xem bài này người ta viết ý như thế nào. Rồi có gì đó mình sẽ thông tin thêm. Thì mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng cho toàn hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5 đến 2%. Qua đó nâng mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2022 lên đến 15,5 đến 16%. Thông tin này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho đà phục hồi của nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Vậy thông tin này sẽ tác động như thế nào đến thị trường cũng như các nhà đầu tư bất động sản? Đưa ra góc nhìn về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng toàn bộ nền kinh tế đang ở tình trạng ngắn dòng tiền, khát vốn. Cho nên việc ngân hàng nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5 đến 2% là một tín hiệu tích cực cho toàn bộ ngành nghề trong nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng, đặc biệt cả cá nhân nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều mang tâm lý hồ hởi. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung lần này sẽ tác động tích cực ở góc độ tiêu dùng bởi thời điểm cận Tết, người có nhu cầu vay tiêu dùng rất cao. Do đó, khi kinh tế phục hồi, tiền tệ lưu thông, đương nhiên bất động sản cũng được tác động tích cực theo dạng tác động lan tỏa. Ông Quê chia sẻ thêm, khi dòng tiền được cấp thêm và kỳ vọng được lưu thông sẽ tác động đầu tiên đến thị trường chứng khoán. Chúng ta chứng kiến trong 10 ngày qua thị trường chứng khoán phục hồi khá tốt, trong đó các mã bất động sản cũng tăng giao dịch lên nhiều. Điều này giúp cho các chủ đầu tư có vốn để họ triển khai kinh doanh cũng như là giữ vững đội ngũ cán bộ nhân viên, ngoài ra cũng có thêm tiền đóng thuế nhà nước trong trường hợp đang chậm thuế. Thiệt ra thị trường chứng khoán tăng bà con bớt lỗ thôi chứ còn doanh nghiệp cũng chưa được hưởng cái gì đâu. Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải bán được hàng, thu tiền về. Cái đó mới là quan trọng. Còn đối với các nhà đầu tư vừa đầu tư bất động sản vừa đầu tư chứng khoán thì thông tin này giúp thị trường chứng khoán tích cực, kỳ vọng tiếp tục tăng lên. Khi đó nhà đầu tư rút tiền từ chứng khoán đầu tư sang bất động sản, bởi chứng khoán và bất động sản là bình thông nhau. Cái này mình nói có khi nó hơi bị chủ quan đó các bạn. Thị trường chứng khoán đầu vừa rồi cũng chắc chắc là chắc liệt bà con lỗ chắc trơn, mà làm gì mà rút tiền ra đầu tư bất động sản được, chưa được đâu. Khi nào cũng lời cũng rút ra, nhưng bây giờ đang lỗ mà đang rút ra đầu tư bất động sản được, nói như vậy là mình thấy nó chưa hợp lý đâu các bạn. Phân tích kỹ hơn về tâm lý nhà đầu tư bất động sản, ông Quê cho rằng việc ngân hàng nhà nước nới thêm room tín dụng vào tháng 9 và tháng 12, các nhà đầu tư bất động sản nhìn ra vấn đề chính phủ đang có tín hiệu giải cứu thị trường bất động sản. Giải cứu không thì cái này một tí phân tích thêm. Nói và có cơ sở chứ còn đừng có nghĩ là nới room là cứu thị trường bất động sản. Nhà đầu tư lạc quan hơn và sẽ không rút khỏi thị trường vào thời điểm này. Thứ nhất, đối với nhà đầu tư không cắt lỗ lâu nay nhưng vẫn băn khoăn việc thị trường bất động sản sẽ trì trệ kéo dài thì có nên bán ra với giá thấp thu hồi vốn đầu tư sang thị trường khác hay là không? Thì khi thấy tín hiệu như thế này, nhà đầu tư sẽ ở lại thị trường. Ý chỗ này nói là sẽ không còn tình trạng bán tháo nữa, tại vì mọi thứ có vẻ tốt lên rồi đây. Thứ hai, đối với những nhà đầu tư đang phải gồng bởi lãi suất cao, họ cũng phải cân đối tính toán lại trong ngắn hạn 1 đến 2 quý tới mà thị trường hồi phục thì cố gắng gắng gượng tiếp được nữa hay là không và không bán các lỗ sau nữa. Tóm lại, ông Quê cho rằng thông tin bổ sung nguồn vốn lần này tạo tín hiệu tích cực cho thị trường và sẽ làm giảm việc cắt lỗ sau, giảm nguy cơ khủng hoảng hay là đóng băng thị trường bất động sản. Tóm lại là có một vài ý kiến như vậy đó. Nói chung là thông tin rất là tích cực. Coi như là thị trường bất động sản được giải cứu rồi đó, yên tâm đi. Những người lao này là đang phân vân cắt lỗ hay không thì thông tin nào là coi như là không cắt nữa. Còn những người mà lao này đang gồng thì cũng phải cố gắng gồng thêm thời gian nữa, tại vì thị trường có dấu hiệu tích cực lên rồi đó. Ấy là như vậy.
Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Bài này mình đánh giá họ viết nó cũng theo ý chí chủ quan nhiều quá, chứ còn chưa tìm hiểu kỹ sao về thị trường và chủ trương của chính phủ như thế nào đối với việc điều hành vĩ mô. Qua là có chuyện vì sao ngân hàng lại nới râm tín dụng thêm 1,5 đến 2%, tương đương với khoảng 150.000 đến 200.000 tỷ đồng. Nó có một số lý do như thế này các bạn nè. Hai tuần gần đây chúng ta biết á, là đồng đô la đã suy yếu rồi. Tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và đồng đô la đã bớt căng thẳng. Thứ hai nữa là cuối năm nhu cầu tiêu dùng sản xuất hàng hóa lên rất là cao, cho nên cần phải bơm tiền ra để hỗ trợ thanh khoản. Tiền được bơm ra thì lãi suất sẽ hạ xuống, các doanh nghiệp sẽ bớt chi phí đầu vào hơn. Có chuyện chúng ta tìm hiểu kỹ ở đây á, là có việc bơm ra 150.000 đến 200.000 tỷ này á, là nó chạy vào đâu? Phải tìm hiểu kỹ là nó chạy vào đâu chứ còn đấy. Bây giờ người ta bơm ra là và có địa chỉ chứ không phải là bơm phân khoang đâu. Đây các bạn này, thống đốc yêu cầu các đơn vị cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như vậy là chúng ta đã rõ, tiền lần này bơm ra là để tạo thanh khoản, tập trung vào các ngành sản xuất kinh doanh là chủ yếu, chứ không có đồng nào chảy vào lĩnh vực bất động sản ở đây á. Mà bây giờ nói rằng tiền bơm ra rồi bất động sản sắp được cứu rồi, như vậy là nó không đúng đâu các bạn. Rồi nói rằng mở room tín dụng lần này sẽ giúp cho thị trường chứng khoán sẽ tích cực, sẽ phát triển, sẽ tăng mạnh trở lại. Tăng mạnh hay không thì thời gian rồi hát cũng tan thôi, nhưng mà có chuyện ngày hôm nay có tin ra là thị trường sụp cả ầm phát liền. Ngày hôm nay là thị trường của chúng ta rơi đến 45 điểm. Toàn sàn của chúng ta là có đến 476 mã giảm này, trong đó có 148 mã sàn. Nói như vậy là thị trường nó là phản ứng ngược lại thôi. Đặc biệt là những cổ phiếu bất động sản đều vừa rồi là tăng liên tục luôn. Ngày hôm nay có tin tốt ra thì mấy ảnh lan ra, mấy ảnh nằm sàn hết trời. Bỏ tài. Chúng ta vẫn nhìn nhận lại mục đích tăng room tín dụng lần này là cái gì. Còn để thị trường bất động sản bức tranh ra sao á, là còn vô vàn vấn đề cần phải giải quyết, cần phải quan tâm. Thứ nhất là khi nào nguồn vốn tín dụng được cho vay trở lại đối với lĩnh vực bất động sản. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bây giờ là hạn chế cho vay bất động sản. Có bơm ra nhưng mà tiền nó không vào thì bất động sản có hưởng đi chăng nữa, một phần nhỏ nhỏ thôi. Quan trọng nhất là thực sự phải cho vay. Thứ hai nữa là phải xử lý những vấn đề liên quan đến trái phiếu. Sắp tới là đến hạn mấy trăm ngàn tỷ, hiện bây giờ vẫn chưa có thông tin gì mới mẻ. Và sắp đến đây này, nếu công ty mà muốn phát hành trái phiếu để huy động vốn thì nhà nước có những giải pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cho các trái chủ. Và đồng thời cũng đưa mấy ông doanh nghiệp cũng vào gồm máy, vào tổ chức nữa, chứ không phải ông phát hành trái phiếu rồi ôm tiền đi làm tầm bại bạ đâu. Thứ ba nữa là những vấn đề về pháp lý dự án, những khó khăn vướng mắc sắp đến đây có được tháo gỡ ra sao, như thế nào. Vừa qua tổ công tác của chính phủ làm việc, nói chung tín hiệu bước đầu là tích cực, còn kết quả ra sao thì chúng ta phải chờ báo cáo cụ thể. Phải có thời gian đưa cho anh nhiệm vụ đó, nhưng mà để chờ thử anh có làm được hay là không, giải quyết được bao nhiêu vụ. Chứ còn bây giờ là mới hướng dẫn thôi. Điều quan trọng nhất là thông tin nè các bạn này. Đây, đợt vừa rồi họp vô ban á, Thủ tướng đã yêu cầu là sửa đổi các nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản. Sắp đến đây sẽ ban hành một cái nghị định sửa đổi bổ sung thêm một số nội dung nữa, tạo ra một cái nút mở, phá cái nút thắt ở đây. Đây mới là cái chúng ta mong chờ. Pháp lý là nó nằm chỗ này các bạn này, chứ không phải là bơm tiền vừa rồi là chưa thua ra. Đó thì ngày hôm nay báo có đăng bài, mình đọc mình thấy có một vài ý cũng chưa rõ lắm. Ở đây mình cũng góp thêm một vài ý để cho các bạn tham khảo. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.